Chào mừng quý vị quay trở lại kênh YouTube của Lạc Việt Audio. Thì hôm nay tiếp tục là tập số 2 về các bộ dàn karaoke đến từ thương hiệu King Pro Audio. Hôm nay Lạc Việt sẽ giới thiệu combo số 2. Đây là combo có mức giá thị trường khá là rẻ, chỉ là 11.790.000 đồng. Trong chương trình khuyến mại mới nhất của Lạc Việt thì nó đang được khuyến mại chỉ còn là 9.870.000 đồng. Chỉ quý vị có một bộ dàn karaoke cực kỳ là chất lượng, và toàn bộ đều là sản phẩm chính hãng nhập khẩu từ King Pro Audio. Nhất là cặp loa King CS412. Đây là dòng loa lòng với một bát 30 và 4 test. 4 test nha các bác. Tiếp theo đó là bộ micro không dây King EVK100. Đây là bộ micro mà Lạc Việt bán cực kỳ chạy, bởi vì nó có mức giá là rất ok và chất lượng thì rất là tốt, khả năng chống hú cao, hát cực kỳ là tôn giọng và ngọt. Cuối cùng là bộ xử lý DSP liền công suất King SA300 với mức giá cực kỳ là hấp dẫn, mà đem lại khả năng xử lý hiệu quả và mượt mà, với khả năng hiệu chỉnh là effect này, hiệu chỉnh equalizer này, hiệu chỉnh đường nhạc, đường mic, hiệu chỉnh là feedback trong hú cực kỳ tuyệt vời. Ngoài ra nó còn khả năng kết nối Bluetooth và chơi nhạc từ USB. Chưa đến 10 triệu đồng chúng ta có bộ dàn karaoke cực kỳ là hay, tất cả đều là sản phẩm chính hãng, cực kỳ là ấn tượng. Ngoài ra Lạc Việt còn cung cấp các gói lắp đặt và các gói quà tặng khuyến mại cực kỳ hấp dẫn, bao gồm là vận chuyển và lắp đặt chọn gói miễn phí hoàn toàn trong nội thành Hà Nội, tặng quý vị bộ khung giá treo loa có mức giá là hơn 300.000 và khuyến mại toàn bộ các phụ kiện dây jack đi kèm. Nếu quý vị có 10 triệu đồng và muốn mua bộ dàn karaoke để hát cho gia đình, tại sao không đến ngay Lạc Việt và mua sắm cho mình bộ dàn karaoke cực kỳ chất lượng như thế này? Toàn bộ sản phẩm đều là sản phẩm chính hãng, cộng với nhiều ưu đãi khuyến mại kèm theo cực kỳ là hấp dẫn. Để có thể mua sắm được sản phẩm này, quý vị có thể sử dụng các cách thức sau. Thứ nhất là gọi điện tới các số hotline của Lạc Việt là 0989 682 236 hoặc là 0982 655 355. Cách thứ hai đó là gửi email tới địa chỉ là lacvietaudio@gmail.com. Cách thứ ba là liên hệ qua fanpage Lạc Việt Audio ở trên Facebook. Cách thứ tư là đặt mua sản phẩm combo ở trên website amthanhthủđô.com. Và cách cuối cùng đó là tất nhiên rồi, quý vị có thể trực tiếp đến với cửa hàng của Lạc Việt Audio tại số 36B ngõ 41 Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội để thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm, và chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý vị tại nhà. Video đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và nhớ hãy mua ngay sản phẩm này.